Sáng 31 tháng 10, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Đống Đa và Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Việt Đức Hà Nội tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 với chủ đề Nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương. Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đồng thời, đó cũng là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện đạo lý thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Hiến máu cứu người là hành động nghĩa cử cao đẹp. Và trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của quận đã đạt được một số các kết quả đáng phấn khởi, góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch kịp thời phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị cho nhân dân. Và chính nhờ những đơn vị máu do cán bộ của nhân dân trên địa bàn quận mà trong thời gian qua đã có hàng ngàn người bệnh được cứu sống nhờ truyền máu. Để thể hiện ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ quận Đống Đa cũng như tuổi trẻ thanh niên Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội trong Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023, sinh viên Lưu Thế An khẳng định. Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống của mỗi con người. Với chủ đề Nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương, thông qua hoạt động phong trào hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên quận Đống Đa và Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, đã góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức về hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị người bệnh. Là thanh niên lần đầu tham gia hiến máu, Kim Chi đã không giấu được niềm vui khi biết những giọt máu của mình sẽ cứu sống được nhiều người. Thực sự là lần đầu tiên thì em thấy hơi run ấy, cũng hơi hờ hồn bởi vì là mình chưa hiến máu bao giờ. Và em cũng mong muốn là được rằng là lan tỏa những cái tình yêu thương của mình, chia sẻ những cái giọt máu của mình để cho tất cả mọi người, những người nào thực sự cần. Thực sự là em đến đây thì em cũng rất là vui ý. Nói chung là em cũng thoải mái, cái tinh thần thoải mái để mình có thể dễ dàng có thể lấy máu nhất. Bởi vì thực sự em cũng rất là sợ tiêm. Máu rất cần thiết cho việc cấp cứu ngoại khoa, cấp cứu các trường hợp tai nạn giao thông, dùng điều trị đối với các bệnh về máu, cấp cứu nạn nhân trong các thảm họa, thiên tai. Thông qua việc hiến máu giúp cho người bệnh cần máu điều trị tại các bệnh viện, nhiều người đã được cứu sống trở về với gia đình, người thân, bạn bè. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian, sức lực nhưng vô cùng cần thiết cho xã hội.